Đẹp tự nhiên nhưng không phải tự nhiên mà đẹp đâu nha mọi người ơi. Đây chính là làn da hiện tại của tôi nè. Thật ra trước đây da của tôi vô cùng là xấu luôn. Mụn nè, thâm nám, tàn nhang và da vô cùng là xỉn màu. Nhưng từ khi biết tới chai tinh chất Whitening Serum của hãng Riori giúp phục hồi da, và bên cạnh đó tôi còn thấy các anh chị TikTok review rất là nhiều nên đã mua ngay về dùng thử. Ai gì là mê luôn nha, dùng cực kỳ là ưng ý. Và đây chính là bí quyết chăm da siêu xịn sò của tôi đó. Đây đây, các bạn cũng thấy là em tinh chất này vô cùng là đậm đặc, nhưng khi mà apply lên da thì sẽ cực kỳ là mỏng nhẹ nè, thẩm thấu rất nhanh và không hề gây bí da nha. Thành phần chiết xuất của em này thì vô cùng là phù hợp cho cái việc là tái tạo nè, phục hồi những cái làn da bị tổn thương, chống oxy hóa trên làn da của mình với chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên như dịch Oxyndi nổi tiếng từ đảo Jeju. Adenosine có nguồn gốc từ đông trùng hạ thảo, niacinamide và đặc biệt là có một cái hoạt chất dưỡng trắng da nổi tiếng, đó chính là vitamin C nữa đó nha. Làn da của mình thì căng bóng, sáng khỏe, mờ thâm sạm và đặc biệt là tình trạng mụn cũng giảm đi đáng kể chỉ sau 2 tuần sử dụng thôi. Và mình cực kỳ là ưng ý, nếu mà để chấm điểm cho em này thì mình sẽ chấm tới 90 điểm cộng luôn nha. Tại vì mình quá là ưng rồi, em này thì cực kỳ là đỉnh luôn. Và chúc cho mọi người sẽ tìm được em tinh chất siêu đỉnh như thế này nha.